chào anh em, chúc anh em một ngày tốt lành. Sau 2 tuần chờ đợi và ngóng dài cổ thì cái chat 914 đã có bản xem trước và bản tóm tắt nội dung vào ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung chính thì mình xin báo với anh em một tin khá là vui là tuần sau thì vẫn có chat mời nhé. Mà nếu như không có chat mời nữa thì bác Oda chắc là muốn biến fan thành cái bộ tộc cổ dài rồi cũng nên. Tuần nào cũng phải ngóng cái chat mới, ngóng đến dài cổ. Đầu tiên của chat bài là cảnh Zozo đang được Okiku băng bó cho vết thương. Điều đáng nói ở đây là làng ta rất là cao, khi ngồi cạnh thì làng ta hơn hẳn Zozo một cái đầu. Otsuzu thì bắt Otama uống một loại thuốc nhưng vị của loại này hơi bị đắng, khiến cho Otama nhăn nhó mặt mày. Otsuzu nói rằng Otama nếu không chịu uống loại thuốc này thì cô sẽ bị bất tỉnh nhân sự. Sau đó thì kể lại quá khứ một chút, vào 20 năm trước, gia tộc Okiku đã sống trong thành Oden, vị trí Wano. Và giờ đây thì thành chết đó chỉ còn lại mỗi cái điền trang, nơi mà những người dân Kuji làm lên. Nhưng mà đã bị tên tướng Orochi cướp mất, khiến cho dân làng phải bỏ đi, tha hương cầu thực. Bây giờ thì đến đoạn gây cấn rồi là anh em ơi. Khi Otsuzu đang kể về tình trạng của đất nước hiện giờ ấy, thì bỗng nhiên có một mũi tên lao đến. Zozo chặn lại được bằng thanh kiếm của anh. Kẻ bắn mũi tên đó là Batman. Đùa thôi, hắn là một tên ăn trái ác quỷ sớm mai, hệ rơi. Với trái ác quỷ hệ rơi này thì hắn có thính giác gấp 6 lần người bình thường. Hắn bay lên trên trời và đang cố gắng trừ khử Otsuzu vì cái tội dám đơn độc nói xấu tướng Orochi. Hắn liên tục phóng những mũi tên về phía cô nhưng đều bị Zoro chặn lại. Trong lúc giao chiến thì có một tên khác xuất hiện, tên này là Gazaman, người linh dương do ăn trái quỷ sớm mai hệ linh dương. Okiku bỗng từ đâu rút ra một thanh kiếm và đánh trả hắn. Okiku là cô gái xinh đẹp ở cái chat 913 đó nha anh em. Nhóm của Luffy đành phải rút lui để cứu Otama. Gazaman là kẻ đứng đầu của ba tên quan chủ chốt của thành phố này. Đó là Hakin, Owen, Speed và có thêm 30 tên tướng khác. Bọn chúng đều ăn trái ác quỷ hệ sớm mai, trái ác quỷ nhân tạo. Okiku thì hỏi Luffy là ai. Luffy trả lời rằng tôi là một samurai. Lúc này thì Law xuất hiện. Apple báo cáo lại về Law rằng nhóm của Luffy đang hướng đến thị trấn. Anh ta liền bị ngăn cản lại và có một lời thoại nói rằng này chờ đã, có biến, ta sẽ đi ngăn cản lại tên ngốc đó. Và lúc này thì không biết lời thoại đó là của ai. Một nhân vật mới xuất hiện chăng?